Hello, xin chào tất cả bạn trở lại với kênh của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review cho bạn về một tựa game NFT Metaverse thuộc thể loại đua ngựa nha bạn. Thì đây là một tựa game Metaverse về nuôi ngựa, cho ngựa sinh sản và cho ngựa tham gia vào các đường đua. Các bạn có thể xây dựng các công trình cũng như là giao dịch trao đổi cái NFT trong The Beastar. Trong The Beastar nó có một cái cơ chế gọi là Player O, tức là các bạn có thể sở hữu bất cứ thứ gì trong The Beastar như là các công trình ở bạn, các con ngựa NFT. Và cơ chế Play to Earn sẽ được áp dụng vào các đường đua ngựa và các bạn có thể kiếm được token thông qua việc mà các bạn cho các con ngựa này tham gia vào các cuộc thi đua. The Beastar được phát triển trên blockchain của Polygon nha bạn. Và nó có thể chơi trên các nền tảng như là PC và website vào quý 3 2022 nha bạn. Cái đợt min đầu tiên của The Beastar diễn ra vào ngày 6 tháng 12 2021 là năm vừa rồi. Và các bạn có thể tham gia vào cơ chế độ chơi PvE và Play to Earn vào quý 3 2022 này. Chế độ PvP sẽ có vào cái quý 1 2023 nha bạn. Về phần gameplay thì The Beastar nó sẽ có các chế độ là PvE Training nữa bạn và PvP Tournament. Về phần Metaverse của game thì các bạn có thể quản lý đất, quản lý land nữa bạn, để các bạn có thể nuôi ngựa và cho những con ngựa này nó sinh sản và tạo ra cái NFT mới. Đồng thời là các bạn có thể giao dịch cái NFT này trên thị trường Marketplace. Thì các bạn có thể thấy đây chính là những cái, chúng ta sẽ xem qua những cái video để các bạn thấy rõ hơn về cái con game này các bạn. Thì game nó có cái đồ họa rất là đẹp nha bạn. Đây là một game mà các bạn sẽ chơi. Đây nó có rất là nhiều tính năng khác nhau và đây là cái giao diện trong game nữa bạn. Các bạn có thể nâng cấp các chỉ số của các con ngựa này và nuôi nấng các con ngựa này tham gia vào các đường đua nữa bạn. Mình thấy đây là một game mà nó có xu hướng phát triển rất là rõ ràng và nó rất là đầu tư vào cái phần gameplay của game. Mặc dù cái gameplay của nó chỉ là đua ngựa và cho ngựa sinh sản, nhưng mà nó vẫn đầu tư vào cái hình ảnh rất là nhiều. Tiếp theo là về phần lộ trình phát triển của game. Thì vào quý 3 2021 thì con game này được design và phát triển, website được mở vào quý 3 này luôn nha bạn. Đến quý 4 2021 thì có cái bản thiết kế về cái tokenomics cũng như là các tính năng. Cái đợt NFT pre-mint đầu tiên các bạn, mình có nói ở trên là ngày 12 tháng 6 2021 là nó rơi vào cái quý 4 2021 này đó bạn, là đợt các bạn có thể mint ra NFT đầu tiên Genesis. Và đợt thứ hai nó diễn ra vào quý 1 2022, đợt resale. Và đợt thứ ba diễn ra vào quý 2 2022. Đợt quý 3 đến quý 4 2022 thì nó mirage vào cái blockchain của Polygon. Và sẽ có cái phần về token IEO nha bạn. Cùng với đó là sẽ chạy cái chế độ chơi PvE, Re-Alpha và PvP. Công bố gameplay của PvP Tournament luôn nha bạn. Cùng với đó là chế độ Raiding nữa bạn. Thì những cái đồng hồ cát này là nó chưa có hoàn thành và đang trong quá trình hoàn thiện nha bạn. Còn những cái dấu tích xanh này là nó đã hoàn thiện rồi, hoàn thành rồi. Thì những tính năng như thế này nó sẽ được ra mắt trong thời gian sớm nhất nha bạn.
Tiếp đến là vào quý 1 2023 thì nó sẽ có cái cơ chế mà rental, tức là cho thuê NFT các bạn. Các bạn có thể thuê cái NFT này để tham gia vào game, cùng với đó là cái thị trường marketplace cũng sẽ mở, và chế độ staking để các bạn có thể kiếm được lợi nhuận ngoài việc các bạn chơi game, nó cũng sẽ mở ở cái quý 1 2023 này. Bên cạnh đó là các bạn có thể customize cái avatar cũng như là sở hữu cái land NFT trong chế độ metaverse của Derby Star. Và các bạn có thể custom race track nữa bạn, là cái đường đua các bạn. Và cuối cùng là các bạn có thể tham gia vào DAO. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần partner của Derby Star nữa bạn. Thì Derby Star nó partner với rất là nhiều cái tổ chức khác nhau, các bạn có thể thấy như là Hashit nữa bạn, Patrons, Galaxy, Polygon nữa bạn, rất là nhiều cái quỹ lớn như là Coin98 Venture, một quỹ rất lớn của Việt Nam, Avocado Guy nữa bạn, GuyFi, rất là nhiều cái gaming guy lớn, cùng với đó là quỹ đầu tư rất là lớn. Thì Derby Star đã gọi vốn được 6 triệu đô nha bạn vào tháng 3 2022 ở cái vòng seed round, và được lãnh đạo bởi Patron và Galaxy Interesty. Nó bao gồm là có sự support rất là lớn của Hashit nữa bạn, cùng với đó là các tổ chức đầu tư lớn tham gia vào cái vòng này và raise được một con số 6 triệu, là một bước tiến rất là lớn của Derby Star trong cái thị trường GameFi này nha bạn. Một con số khá là lớn. Cùng với đó là Derby Star cũng có liên kết với những cái guy, gaming guy như là Avocado Guy đó bạn, GuyFi, rất là nhiều cái gaming guy lớn trong thị trường GameFi. Và chúng ta có những cái đợt resell, như đợt resell đầu tiên đó bạn là 95% private mint đây đó bạn, và public đã bán hết trong 2 giây. Đây là một con số rất là ấn tượng đó bạn. Public sale bán hết trong 2 giây. Giá min của nó là 3 Luna. Thì token chính của Derby Star là cái đồng token Luna nha bạn. Thì cái đồng token này để mình xem là có trên cái... Ở vòng resell thứ hai thì nó diễn ra vào ngày 15 tháng 2 2022 các bạn, và nó bán hết trong 15 phút với cái min ride, cái giá min là 5 Luna. Đợt min thứ ba các bạn, nó diễn ra vào ngày 5 tháng 5 2022 là 90% private stake min ride nữa bạn. Thì cái public sale của nó bán hết trong vòng 90 giây với giá min là 5 Luna các bạn. Và cái đồng Luna này là cái đồng Luna Terra các bạn. Cái đồng Terra thì cái tựa game này nó đã được phát triển trên Terra rồi. Và đã được raise 7 triệu đô của cái đồng token Luna này trước khi mà Terra Rust, đây là hiện tượng mà các bạn có thể thấy là cái vụ hack vừa rồi của USDT, USDT các bạn. Và team có thể raise được nhiều tiền hơn ở cái NFT nhờ những cái vòng seed round này. Thì đây chính là những cái con số rất là ấn tượng của một tựa GameFi. Team phát triển của Derby Star là 25 cựu thành viên đến từ các tập đoàn lớn về game của Hàn Quốc nhé bạn. Lãnh đạo là Sun Hu Shin Ham. Thì đây là một cựu thành viên chịu trách nhiệm sản xuất game, đã làm việc cho hầu hết các công ty về game lớn của Hàn Quốc như là NCSoft, Nation, Netmarble, Come to Earth. Các bạn có thể theo dõi cái quá trình làm việc, cái thâm niên làm việc của anh này tại đây.
Director là Byung Dae-jung. Các bạn có thể theo dõi về profile của những người này. Nó để rất chi tiết ở đây nữa bạn. Đây, hầu hết đều là những cái thành viên cộng cán trong những cái tập đoàn rất là lớn của Hàn Quốc phát triển về game. Hỗ trợ cho team phát triển của The Beastar là team Chen Lee, CEO của Juno BND. Ki Ho Hong là CBDO ở Juno BND. Và Nathan Kim, Marketing Director. Thì cái Juno BND này là một cái nền tảng về game. Nó có rất là nhiều game cho hỗ trợ trong cái trên cái nền tảng này nha các bạn. Và một trong số các game này là The Beastar, phát triển trên cái nền tảng của Juno BND. Chúng ta có advisor và partner của The Beastar đó bạn. Là những CEO và quản lý của Hatsit nữa bạn. Đến từ cái quỹ Hatsit, một quỹ đầu tư rất là lớn của Hàn Quốc. Và về phần tokenomics thì cái đồng token chính của The Beastar là đồng token RIN đó bạn. Và cái lượng cung của đồng token này là 500 triệu token. Và nó sẽ được phân bổ theo cái bảng ở dưới đây. Như là Rival Sale là chiếm 10% đó bạn. Team là sẽ là 20%. IDO là 5%. 18% cho Game Reward. Staking sẽ là 20% đó bạn. Advisor sẽ chiếm 2%. Về hệ sinh thái cũng như là Aerob sẽ là 15%. Và Research sẽ là 10%. Lịch vesting của nó sẽ là Rivik sẽ vesting trong vòng 3 năm. Và cứ mỗi 6 tháng sẽ vesting một lần đó bạn. Và team sẽ vesting là khoảng 4 năm với cái thời lựa hạn là 1 năm vesting một lần đó bạn. Về các tính năng của The Beastar thì chúng ta sẽ có là cơ chế PVP, đua ngựa PVP đó bạn. Và các bạn có thể leo hạng cũng như là đạt các thành tích với cái game đua ngựa này. Ngoài đó thì The Beastar cũng sẽ phát triển Governance đó bạn. Hệ thống staking cùng với đó là hệ thống thanh toán payment. Và cái hệ thống staking này nó sẽ được ổn định khi mà có cái NFT Land ra mắt nha bạn. Và game có hai token chính nha bạn. Token mà mình nói ở trên là token RIN này. Đây là đồng token quản trị của game. Còn đồng token thứ hai là đồng token Play to Earn. Tức là các bạn đua ngựa bạn, các bạn sẽ nhận được cái đồng token này. Là đồng Kairos Token CRT. Đồng token này nó sẽ không có lượng cung giới hạn. Và các tính năng, cái việc các bạn sử dụng đồng token này là cho PVE đó bạn. Các bạn sẽ có thể kiếm được thông qua chế độ PVE. Và các bạn có thể sử dụng để xây dựng các công trình trên cái plan, trên cái mảnh đất của bạn ở trong Metaverse của game. Cùng với đó là các bạn có thể sử dụng để raiding ra những cái NFT mới, wrap, rèn ra những cái item như là quần áo, công trình, potion. Và các bạn có thể trao đổi mua bán để được cái đồng token này nha bạn. Mình lưu ý cho các bạn là The Beastar nó sẽ có hai cái tính năng chính. Đây là một game mà các bạn có thể sử dụng để đua ngựa đó bạn. Và các bạn có thể sử dụng để lai tạo, sinh sản các giống ngựa mới. Thì khi mà các bạn sở hữu một cái NFT ngựa, đây là một NFT rất quan trọng của game. Các bạn có thể đưa chúng và tham gia vào cái đường đua để kiếm token. Và các bạn có thể sử dụng chúng để lai tạo và tạo ra các giống ngựa mới, các giống ngựa hiếm để có thể bán trên thị trường marketplace. Đó chính là hai cái tính năng quan trọng bậc nhất của game. Tiếp đến là về phần plan của Metaverse trong The Beastar. Thì trong The Beastar các bạn không chỉ sở hữu các con ngựa, các bạn còn sở hữu các land này. Và các mảnh đất này có thể giúp các bạn kiếm được các lợi nhuận rất là khủng nhé bạn. Và nó sẽ được cập nhật trong cái thời gian mà The Beastar ra mắt cái Metaverse nha bạn. Nó sẽ có rất nhiều cái tính năng khác nhau cho người sở hữu đất. Tiếp đến là về phần User Avatar.
thì các bạn có thể sở hữu cái NFT avatar, cái NFT giao diện của nhân vật trong The Beastar, và nó sẽ giúp cho các bạn có thể đua trên các đường đua ngựa đó bạn. Hiện tại thì The Beastar đang có cái sự kiện rất là lớn các bạn. Đây là sự kiện mà The Beastar sẽ tặng 100 random box NFT cho những người mà tham gia vào sự kiện. Và thời gian diễn ra sự kiện sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 10 12 giờ UTC cộng 0 các bạn, ngày 31 tháng 10. Và ở cái sự kiện này, khi mà các bạn sở hữu cái random box NFT này, các bạn sẽ có cơ hội nhận được một trong ba món, như là một unit Hall NFT nữa bạn, 199 rare common Hall NFT và 800 starter pack NFT. Đây là các vật phẩm mà các bạn có thể nhận được từ cái random box NFT này. Và thành viên của cộng đồng sẽ có 20% có thể kiếm được cái The Beastar NFT từ cái random box này, và một trong đó là unit hold nữa bạn. Tất cả các unit hold sẽ được bán với giá là khoảng, có giá trị nó lên đến 20.000 hoặc là 50.000 USD đó các bạn. Đây là một cái giống ngựa rất là hiếm trong The Beastar, và nếu như các bạn sở hữu được cái NFT này, các bạn có thể kiếm được một phần thưởng rất là lớn nha bạn. Và 800 cái Starbuck NFT này các bạn có thể trao đổi mua bán trong game khi mà game nó chính thức nó bắt đầu. Và cái thời gian mà game bắt đầu nó sẽ là vào khoảng tháng 12 2022 này nha bạn, là thời gian mà game sẽ bắt đầu mainnet và cho các bạn chơi. Thì các bạn có thể làm các nhiệm vụ ở đây để có đủ điều kiện để tham gia vào cái sự kiện random box này. Và mình sẽ để cái link sự kiện này trong phần description để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và truy cập vào sự kiện. Thì các bạn có thể theo dõi các kênh social media của The Beastar trên Discord nữa bạn, trên Twitter, trên Telegram. Mình sẽ để những cái link social media này trong phần description luôn để các bạn có thể dễ theo dõi nha bạn. Thì như vậy là mình đã review cho các bạn về The Beastar, một NFT game metaverse về đua ngựa và lai tạo các giống ngựa. Thì mình thấy là game có sự đầu tư rất lớn về mặt hình ảnh cũng như là cái phần chơi game. Và nó có cái phần cấu trúc metaverse luôn nha bạn. Về phần team phát triển thì là đều là những cựu thành viên của các tập đoàn game rất là lớn ở Hàn Quốc và có kinh nghiệm rất là nhiều năm. Và phần partner của game cũng như là các quỹ đầu tư của game, chúng ta có rất là nhiều quỹ lớn như là Hashed nữa bạn, Coin98 và rất nhiều cái quỹ lớn khác ở thị trường crypto này. Cho nên đây là một con game mình nghĩ là rất uy tín và các bạn rất đáng để chúng ta có thể tham gia trải nghiệm nha bạn. Thì nếu như các bạn thấy video này hay, hãy cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ cho kênh của mình. Mình có tạo một cái group Telegram, các bạn có thể tham gia vào đó để chúng ta cùng nhau giao lưu, chia sẻ kết bạn và cập nhật cái game mới. Bây giờ xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại bạn ở những video sau.